Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Thành Tâm Auto. Ngày hôm nay sở hữu tôi cho ra mắt cái dòng xe Đông Phong Trường Giang đời 2012 được đóng hoán cải xe cứu hộ giao thông. Sàn thùng xe thì được đóng form xe lưng đầu chở máy, được gắn thêm với càng kéo cứu hộ đằng sau để làm giấy tờ cứu hộ cho mọi nha. Vừa chở máy xúc, máy công trình lại vừa được đi cứu hộ giao thông. Đây, chân của em nó là chân 16-16. Thùng bồ đồ dầu nhiên liệu bên cạnh, thùng dầu thủy lực được thiết kế bên cạnh là cái bộ tời kéo của máy xúc. Đây, hôm nay xe vừa sơn xong, sàn thì sử dụng tôn dày 5 ly các bác nhé. Đây, đố thì được lao là hộp 100/100, rất là dày và chắc chắn. Đây, một chiếc xe mua về thì có thể nói là rất nhiều. Thế xe này là xe thùng dài, cam cầu dài lên được thiết kế cái bản chân nâng đằng sau là chân nâng hai cầu gấp để giúp cho xe tạo cái độ dốc cũng như là tạo cái mặt phẳng để khi máy lên chuyển đi xuống càng đằng sau thì được gắn là càng to, kéo xe ba chân bốn chân thoải mái các bác nhé. Đây, dạo gần đây rất nhiều các bác muốn đóng cái kiểu hai chức năng như này, có thêm chiếc càng để làm giấy tờ xe cứu hộ giao thông để đi vào phố được thoải mái hơn. Đợi xin giấy phép các bác nhé. Đây là một cái mẫu xe mà rất nhiều người đáng tham khảo, với mức đầu tư khoảng tầm 500 triệu được một chiếc xe như này, rất nhiều chức năng. Đấy, bác nào mà có nhu cầu đóng xe thì liên hệ em nhé, Thành Tâm Auto, xưởng đóng xe cứu hộ, xe chuyên dụng, xe nâng đầu chở máy ở Đông Anh, Hà Nội, cạnh sân bay Nội Bài các bác nhé. Đấy, bác nào có nhu cầu hay là cần tư vấn gì thì để lại bình luận xuống bên dưới hoặc liên hệ em, Thành Tâm Auto, 0911 696 444. Xin chào các bác.